Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay mình like thì cũng lâu không có like, công chuyện thì cũng lu bu, cuộc sống mưu sinh kiếm cơm mà. Chắc có lẽ giờ này ở quê hương thì nhiều người cũng đang chăn ấm niềm im, nhưng mà mình thì luôn nhớ về quê hương, thao thức về quê hương. Dù sống ở nơi đâu hay đi bất cứ nơi nào cũng vậy, quê hương đối với mình nó là một cái sự gắn liền trong cái cuộc sống. Quê hương nó còn hơn là cái chùm thấy ngọt. Các bạn biết cái tình yêu quê hương đối với mình nó thiêng liêng và nó cao cả. Bởi vì mình thấy những cái tấm gương của những anh hùng Việt Nam mình, như những con người anh hùng dân tộc, họ đã cống hiến cả một đời của họ cho tổ quốc. Khi mà họ hy sinh các bạn, bây giờ mình mới hiểu được tại sao khi mà họ đứng trước họng súng kẻ thù, khi biết rằng họ sẽ hy sinh nhưng mà họ luôn dũng cảm và làm tròn nhiệm vụ và hy sinh cho tổ quốc. Phải nói là khi mình vấn thân vào con đường mà chính trị, con đường cách mạng, đi theo lý tưởng của người cộng sản, rồi mình mới thấy cái chân lý của người cộng sản. Phải nói Việt Nam rất là tuyệt vời, những tấm gương như của anh hùng Lý Tự Trọng hay là những anh hùng dân tộc, các bạn thấy Nguyễn Thái Bình. Thì hôm nay mình chia sẻ để các bạn thấy ở nước ngoài về cái cuộc sống mưu sinh. Các bạn thấy ở cái xã hội nước ngoài này, khi mà các bạn mà đi mà ăn uống bất cứ vào trong tiệm hay là những cái nhà hàng hay bất cứ gì là các bạn phải đóng thế. Cho các bạn xem, mua ly cà phê mà phải đóng thế, đóng ba cái loại thế. Cái loại thế thứ nhất 2% nó cũng là sales tax. Cái loại thế thứ hai 6.8% nó cũng là sales tax. Cái loại thế thứ ba 1.50% cũng là sales tax. Các bạn thấy kinh khủng, nếu mà cộng lại ba cái này thì nó cũng là một cái sales tax, là cái người mà mua phải trả. Đấy, cái người mua phải trả. Mình mua ly cà phê mình phải trả là tổng cộng hết là 10.30%. Các bạn thấy không? Nếu mà ở Việt Nam mà ông chính phủ Việt Nam cũng lấy thế được kiểu này là Việt Nam giàu to á. Là chính phủ họ có rất là nhiều tiền để đặng mà chi phí vào cái sự lợi ích công cộng, phúc lợi xã hội. Nhưng mà dân Việt Nam mình mà làm gì là họ kêu trời, họ sẽ chống phá, và những cái thế lực ở bên nước ngoài nó sẽ lợi dụng, nó sẽ chống phá Việt Nam mình. Rồi lúc đó rồi nào là nhân quyền, rồi dân chủ. Bởi vì các bạn thấy khi người Việt của mình mà họ sang những cái đất nước như Mỹ đó, đứng trước những cái cuộc sống đối diện với thực tế, họ chót đoán vậy đó, họ chót đoán. Mà nhìn về quê hương thì nhiều người họ cứ xuyên tạc chống phá, nhưng mà qua được Mỹ, qua được những cái thứ cơ bản rồi, họ bị bế tắc. Khi họ câm họng không dám nói những cái mà ở xứ người cuộc sống mưu sinh được. Tôi nói các bạn thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Vừa rồi các bạn, hiện nay ngay cả cái thằng mà mất dạy Tùng Lê mà lên mạng tối ngày chửi Việt Nam đồ, các bạn thấy không? Xuyên tạc đủ kiểu đủ cách, qua xứ người ta kiếm được miếng ăn rồi chửi bới Việt Nam đu thư. Mấy hôm nay nó về Việt Nam đó, các bạn thấy không? Để nó về Việt Nam, nó bị dân Việt Nam đánh mà. Rồi nó phải chạy lên phường, nó phải chạy lên nhờ cơ quan chức năng Việt Nam để đặng mà giải cứu nó. Bởi vì tôi nói những người mà chống cộng ở hải ngoại lên mạng thì chí chó, chứ về Việt Nam mà dân Việt Nam nó đè đầu đập không còn cái răng ăn cháo luôn. Nhưng mà người bảo vệ họ thì chính là những người mà cơ quan chức năng Việt Nam phải đứng ra bảo vệ họ. Các bạn thấy nó chớ khiêu. Mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại, từ Việt Tân cho tới
cờ vàng cờ chó, mấy cái đám mà ô hợp, mấy cái thằng mà Sean TV, Trương Quốc Huy, Benny Trương, Tân Thái rồi thằng Lý Sà Phạm đồ, toàn là cái lũ ô hợp. Tôi nói quý vị anh chị các bạn, tụi nó toàn là lũ đi chửi cộng sản kiếm cơm, mấy cái tổ chức chống cộng gì toàn là lừa đảo quyên góp lên mạng, cái mạng xã hội gống cổ chống đầu chống đích lên chống chống phá Việt Nam, không từ cái thứ gì mà ở cái xứ người ta thì câm như hến vậy nè. Dân bản xứ nó tóc đầu còn thua con chó. Hôm qua mà khi mới thì nãy thì tôi đi vô chợ, tôi đứng kế sắp hàng thì có bà Việt Nam cha đất ơi, nói chuyện điện thoại thì nói to ống trời đất. Bà mi đen bà đứng kế bên nói mày làm ơn mày đừng có đứng gần tao quá được không, tại vì nói thì nói chuyện lớn tiếng cầm điện thoại mà nói ồn ào trong cái khu công cộng, các bạn biết Mỹ nó cũng ghét nữa. Nó coi không có ra gì chứ. Nhưng mà cái người Việt của mình họ ngộ lắm chị ơi. Vì khi mình nói mình đụng chạm, mình vô đủ cá nấm gì đó, kệ nó. Thà là như vậy các bạn biết không? Mình có nghĩ sao nói vậy. Cái tánh của mình là như vậy đó. Bởi vì cái cuộc sống của mình nó đụng chạm nhiều lắm. Người ta nói con ếch chết vì cái miệng. Mình thì hãy nói, thấy cái gì thì chia sẻ, kệ. Mình chia sẻ về quê hương của mình. Và những nhiều người Việt ở trong nước họ còn mơ hồ về cái chủ nghĩa tư bản hơn. Họ rất là mơ hồ. Các bạn biết tình hình kinh tế nước Mỹ hiện nay cũng vậy. Nó rất là khó khăn trong cả những người mà nợ nần. Dù hàng chính phủ nó có thông qua để tiếp tục vay nợ đi chăng nữa, nhưng người lãnh đủ cũng là người dân Mỹ. Tại vì các bạn biết, nếu nó thông qua nó đi vay nợ đó thì nó không làm cho cái nền kinh tế bị suy sụp đổ nát thì sao? Thì tiền nợ đó đâu phải tiền mà nó cứ in. Có nhiều người Mỹ nó tiền nó muốn in là in, đâu phải như vậy. Có nhiều người ta tôi tranh cãi với một số người, họ không có hiểu mà họ nói Mỹ nó in được tiền mà tiền nó phải muốn in là in đâu, càng in là càng chết. Các bạn thấy nó phải đi vay, nó phải bán công nợ, bán trái phiếu để đặng mà vay nợ, thì những cái vay nợ đó là ai trả? Nó phải đánh thuế, nó phải tăng thuế, nó đánh trực tiếp lên cái đời sống người dân. Thì những cái thế hệ trẻ nó phải gồng gánh, những thế hệ hiện tại thì phải gánh gồng rồi, thì những cái thế hệ trẻ thì phải gồng gánh nữa. Các bạn biết ngay cả những đứa mà sinh viên học sinh bây giờ ra trường nó mắc nợ mắc nần, các bạn thấy đứa nào đứa nấy trả hoài, trả quỹ, trả suốt cả đời. Thuế thì cứ tăng, lạm phát thì gia tăng. Còn bây giờ nếu mà nó không có vay nợ đó thì các bạn biết nhiều công ăn việc làm thì lại bị thất nghiệp. Thằng chính phủ nó thất thế thì nó để cho nền kinh tế bị vững bại thì nó cũng chẳng có, thằng chính phủ Mỹ nó cũng chẳng có chết gì. Tại vì cái chính quyền của nó điều khiển và chi phối bởi cái nhóm tài phiệt, cái nhóm mà gọi là tỷ phú chứ không phải là nhóm triệu phú nữa. Triệu phú Mỹ không có cửa, nhóm tỷ phú nó chi phối cái nhóm tài phiệt mà trong cái hàng ngũ mà nó nắm về kinh tế rồi, những cái cơ ngơi mà hoành tráng, các bạn thấy chi phối chính trị kinh tế Mỹ ghê gớm lắm. Cho nên đằng nào thì dân Mỹ cũng phải gánh ròng thôi. Cái vấn đề là làm sao nợ nó không thể là tăng thêm thì cái đó mình mới đáng mừng. Còn nợ mà phải đi vay thêm thì các bạn nghĩ đi, trong một cái gia đình mà kinh doanh làm ăn cũng vậy nữa, mà cứ anh em hay là gia đình của bạn mà làm ăn mà kinh doanh cứ đi vay nợ suốt thì các bạn nghĩ sao? Nó đè gánh nặng trên vai gia đình, nhất là cái người đứng đầu trong gia đình, người trụ cột trong gia đình. Thì nếu mà nói về một cái mô hình xã hội Mỹ thì các bạn nghĩ đi. Nó nhưng mà ngược lại với thằng Mỹ thì nó đè trên trên đầu trên cổ người dân, tại vì nó lấy thuế.
thì tôi giải thích nó hơi lộng cộng chỗ này các bạn thấy cái sự mà khác biệt về điều hành về một cái kinh tế trong gia đình và trong một cái hệ thống bộ máy chính quyền tài phiệt của Mỹ, nó có những cái nan đề chồng chất ngổn ngang lắm. Đằng nào hằng dân Mỹ cũng phải gồng gánh hết, lạm phát gia tăng rồi thuế má nó cứ tăng. Hỏi các bạn chứ uống ly cà phê trả 10.30% đâu phải ít đâu. Ở Việt Nam các bạn đi uống cà phê những cái quán mà gọi là của người dân bán buôn cứ 10.000 ly, 20.000 ly, 30.000 ly rồi trả rồi đi thôi. Còn là này uống ly cà phê Mỹ 7 đồng 33 xu cộng thế vô trong đó, các bạn thấy nó, nếu mà những người mà gọi là ở Mỹ người Việt của mình, các bạn thấy nếu mà họ không có cuộc sống tài chánh ổn định vất vả lắm. Ở Mỹ này khi mà con người ta bế tắc thì các bạn thấy họ xa cơ thấp thế thì không nơi nương tựa, cuộc sống rất là khó khăn, chứ không phải như Việt Nam. Ở Việt Nam còn có người thân gia đình anh em họ dìu nhau để đằng mà đứng lên, người này ngã người kia dìu nhau. Còn ở xứ Mỹ này tôi nói cho bè hồn mai mới giữ anh em gia đình trong cuộc sống mọi thứ hết. Người nào ngã là ông tự mày đứng lên, đứng được thì gọi là sống vất vả vất vưởng thì thôi. Cái đời sống cái xứ Mỹ và cái đất nước thì gọi là tư bản nó thực dụng và thực tế lắm, chứ không phải như Việt Nam đâu. Ở Việt Nam còn mượn người này mượn người nọ, anh em mà giúp nhau để đặng vượt qua khó khăn. Ở bên Mỹ này tôi nói nhiều khi anh em rồi gia trong cuộc sống hạnh phúc gia đình đều cũng vậy. Các bạn biết đồng tiền nó làm suy chuyển và thay đổi cái bản chất của con người mà sống ở cái xứ tư bản, nhất là ở Mỹ này ghê gớm lắm. Đồng tiền các bạn biết nó không như Việt Nam. Các bạn tôi về tôi sống bền, các bạn thấy nếu mà ở Việt Nam mình có đất nông nghiệp mình cứ cày cuốc làm ăn mình giàu có không bằng ai, nhưng mà mình cũng sống tàn thôi, các bạn thấy không? Còn ở Mỹ này đi làm công nhân lỡ mà có xa cơ thất thế mà tiền thất nghiệp đâu phải mà lãnh hoài đâu các bạn, chỉ lãnh trong bao nhiêu tháng thôi, 6 tháng một năm thôi, nó chỉ đủ để mà cúp mức cầm hơi thôi, chứ đâu phải giống như một số những người họ biết tôi lên mạng gì khi những người Việt trong nước hay là một số những thành phần mà chống cộng ở hải ngoại, các bạn biết nó lên mạng mấy cái đám mà ăn phúc lợi welfare của tên độ Mỹ này, nó nói chuyện trên trời dưới đất. Nhiều khi tranh luận với tụi nó mình thấy con người tụi nó lô lắm, nó thấp kém luôn các bạn, tại vì nó ăn tiền thuế của người khác đóng vào mà nó lên mạng nó chê bai Việt Nam rồi nó xuyên tạc chống phá đủ kiểu đủ cách. Thôi thì mình đi uống ly cà phê mình thấy cái tiền mà xeo xác nó đóng tới 3 lần mà, các bạn thấy không? Ở Việt Nam gọi là tiền vét vát vậy. Ở Mỹ này người đi mua đồ cũng phải đóng thuế, người bán cái món hàng đó cũng phải đóng thuế và người mua cũng phải đóng thuế. Hãy mà bất cứ ai mà bước vào con đường kinh doanh là thuế, cái gì cũng thuế, thuế mua thuế bán đủ thứ thuế. Ngay cả tôi nói bất động sản ở Mỹ này không cách nào mà anh trốn thuế nổi được, chỉ thằng Mỹ chứ. Tại nó có cái barren của nó hết rồi. Ở Việt Nam thì tôi nói như tôi bán đất ở Việt Nam thế trước bạ thế thu nhập tổng cộng có 2.5%, nhưng mà đâu có đóng hết đâu. Có nhiều người họ mua họ
họ bán họ lời cả chục tỷ mà họ khai 2-3 tỷ, 5-3 tỷ rồi. Nhưng hồi tôi mua miếng đất 3.9 tỷ vậy, cái thằng mua nó kêu là làm giấy cho nó có mấy, có 100 mấy chục triệu để rằng nó khai, nó không có khai thuế nhiều. Ở Việt Nam nó không có cái barem, thằng Mỹ là nó có cái barem của nó hết. Khi mà vào trong cái title agency, cái hệ thống mà của chính phủ Mỹ đó, là nó nắm rõ đâu ra là hết, nó nắm cái miếng, cái tài sản bất động sản nó giá trị bao nhiêu hết, anh không chạy đâu khỏi với nó. Nó quản lý cái dân sự rất là chặt chẽ, chứ không phải Việt Nam. Ở Việt Nam mà quản lý kiểu đó, các bạn thấy dân mình, trời ơi, họ kêu trời, họ than, họ khóc, họ lên mạng, họ nào là ông chính phủ Việt Nam thế này. Ngay cả vấn đề mà tôi thấy hiện nay, vấn đề điện đồ như vậy, nhiều người, các bạn thấy họ lên mạng họ chỉ biết rồi họ chắc móc điện không đủ điện thế này, ông nhà đèn thì ông hạ điện cứ thay lỗ hoài. Các bạn thấy ở Mỹ ngay cả chiếc xe Honda này, tôi mua tôi chạy, các xe Honda này chạy mà vận hành ở ngoài lỗ, các bạn biết mỗi một năm á là tôi phải đóng hơn 60 đô tiền thuế. Ở Việt Nam mà dân Việt Nam mà đóng thế kiểu này là chết. Để tôi mở cấp cho các bạn xem, tôi nói là có bằng chứng chứ không phải là tôi bị ra đâu. Để tôi lấy cái cục bạc. Chứ không phải Việt Nam đâu. Các bạn thấy xe cộ vận hành đồ, từ bất cứ động cơ nào mà nổ mà đi ra ngoài đường là các bạn thấy phải đóng thế. Còn Việt Nam ông nhà nước mà đóng thế xe Honda Việt Nam qua, xe máy Việt Nam qua, sẽ thấy chàng thật ơi, ông nó sẽ, người ta sẽ chửi ông. Rồi cái đám chống cộng ở hải ngoại nó nhảy vô nó hỏi của khiếp lắm. Tôi nói gì các bạn, để cho các bạn xem. Đóng 60 đô một năm đó nghe, chứ không phải đâu, chứ không phải là muốn khách xe ra ngoài đường muốn chạy là chạy đâu. Để coi nè, thấy không, phải đóng tiền này nè, thay thờ với ký trình tiền này thì nọ cộng lên 60 bao nhiêu rồi, 68 mấy chục xe một năm rồi, chứ đâu phải là 60 đồng đâu. Các bạn thấy không, là phải có giấy của đăng kiểm, của gọi là ADOT, có nghĩa là tụi transportation đó, của tụi highway. Các bạn thấy nó có giỡn lên chứ các bạn. Nhưng mà những tụi chống cộng hải ngoại nó khốn nạn lắm, tụi đó thì toàn nó rất là khốn nạn, nó xuyên tạc chống phá Việt Nam đủ kiểu đủ cách. Các bạn thấy, các bạn biết chạy chiếc Honda như vậy, một tầng mà mình chạy chưa được 2 đồng xăng nữa, mà mình chạy chiếc xe bự luôn. Các bạn biết một tầng vậy mình chạy 100 đồng tiền xăng á. Bây giờ làm công tác đồ ghê gớm lắm. Hôm qua mình vô chợ cũng vậy, có mấy cái đội mà nó từ thiện, nó xin cái tiền lẻ mình đi chợ á, nó dư ra rồi. Bà Mỹ bà kế bên bà đứng bà cũng chờ, bà nói bây giờ lạm phát dữ lắm, tụi tao phải tiết kiệm từ đồng, từ cắt, từ xu, không có cho được như lúc trước nữa. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ này, những cái sự hào nhoáng bên ngoài, các bạn thấy xe cổ âm ở ra vậy. Trời ơi, đầu tắt mặt tối anh chị các bạn à. Đầu tắt mặt tối chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói chị các bạn, nó không phải như các bạn nghĩ, cái tụi mà chống
chứ không phải như mấy cái tụi mà chấm cộng hải ngoại nó lên mạng nó tiên truyền đâu, nó không phải vậy đâu chị các bạn. Thôi thì mình dừng lại ở đây, mình sống nguyên sinh, mình sẽ tiếp tục hành trình, phải làm kiếm cơm, kệ mình thấy cái gì hay mình chia sẻ gì với quê hương, với đất nước, để những người khác họ sẽ cập nhật được những cái thông tin mà có thể giúp ích họ hiểu được và vun bằng cái cuộc sống. Bởi vì cái xã hội bây giờ nó phức tạp lắm, cái mạng xã hội tôi nói cho các bạn vô cùng phức tạp, và cái lối sống của người Việt của mình tôi nói họ ra hải ngoại rồi con người của họ kỳ cục lắm, họ ở trong nước họ đã kỳ cục rồi cái gì họ cũng đổ lỗi cho ông chính quyền chứ á, từ điện ga xăng dầu, từ cái mọi thứ mô hình cuộc sống. Còn ở Mỹ thì những cái lạm phát gia tăng xăng cộ rồi từ điện mọi thứ không ai dám nói chân, tại vì nó sòng phẳng, mày có trả không, mày không trả thì tao cúp điện mày, mày xăng mắc quá thì mày đừng có đổ mà chạy. Những cái phục vụ công ích xã hội mà nó không có đạt được những gì mày mong muốn thì mày đừng sử dụng, vậy thôi chứ không phải Việt Nam. Thôi một lần nữa mình xin tạm dừng lại đây. Xin chào quý anh chị các bạn trong những đàn